Việt Nam MTV thì phải đòi hỏi là cả Seiya và cả Thunderfist cũng phải có những tiếng nói nữa, thì khi đó bạn mới dễ chơi hơn. Ui, ủa, im vòng sao vàng kẹo sứ giả, ui. Cái gì thế này? SD với lại, xin lỗi bạn, SD với lại Phi một đều nằm xuống ở đường trên. Naga quyết định lao lên, lần này định mệnh được dùng bởi ba ke để lên hỗ trợ. 2-1, Kiya đang cố gắng chạy, anh ta còn một chấm máu và anh ta sẽ nằm xuống, vấn đề là ai ăn mà thôi. Anh ta biến và chắc không ai ăn được Kiya đâu rồi. Sẽ làm chậm nhịp, thật ra nó chậm nhịp thiệt. Cái độ farm, tốc độ farm đến từ giai đoạn vừa qua của Binh Dây, nhưng anh ta vẫn đang có cái sự chênh lệch nhất định. Chiêu cuối đến từ Haspet được kích hoạt, bull nằm rồi. Anh ta tốc biển. Nằm đâu lên.